Trong cuộc sống, âm thanh là một phần không thể thiếu và rất quan trọng. Âm thanh giúp con người giao lưu văn hóa, văn nghệ, trao đổi tâm tư, tình cảm. Có những âm thanh giúp con người nghe được các tín hiệu đã quy định như tiếng trống trường, tiếng còi xe. Cũng có những âm thanh giúp con người thư giãn thêm yêu cuộc sống như nghe tiếng chim hót, tiếng nhạc dịu êm. Nhưng trong những thập niên gần đây, tình trạng ô nhiễm tiếng ồn đã ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sống của con người. Đối với sức khỏe con người, ô nhiễm tiếng ồn có thể gây ra những vấn đề như giảm thính lực, ảnh hưởng đến tim mạch. Ngoài ra, các nhà khoa học từ trường Đại học Belfast đã phát hiện tiếng ồn ảnh hưởng đến nhiều loài động vật, từ việc phá vỡ giao tiếp, khả năng định hướng đến việc tìm kiếm thức ăn của chúng. Với mong muốn làm sáng tỏ về các hại và lợi ích của âm thanh, cùng với sự kết hợp giữa dạy học dự án và dạy học theo định hướng giáo dục STEM, dự án STEM âm thanh một phần thiết yếu của cuộc sống ra đời. 1. Tổng quan về dự án. Dự án là sự kết hợp liên môn giữa vật lý, toán học, tin học, được thực hiện bởi toàn bộ học sinh khối 7 trường phổ thông dân tộc nội trú Tây Nguyên với thời gian thực hiện từ ngày 9 tháng 11 đến ngày 5 tháng 12 năm 2020. Trong dự án, học sinh được đóng vai nhà khoa học, kỹ sư, kiến trúc sư, nhà hoạt động xã hội và họa sĩ để thực hiện các sản phẩm của dự án. Dự án gồm 4 giai đoạn. Giai đoạn 1, trang bị kiến thức tập huấn công nghệ thông tin. Giai đoạn 2, nhóm truyền thông báo cáo trên fanpage và brochure. Giai đoạn 3, nhóm kỹ sư báo cáo mai map và bộ kit, nhóm nhà khoa học báo cáo bản thiết kế. Giai đoạn 4, nhóm nhà khoa học báo cáo sản phẩm mô hình nhà cách âm. Giai đoạn 1, học sinh được trang bị kiến thức, tập huấn công nghệ thông tin. Dựa trên bản khảo sát năng lực và sở thích, học sinh được phân làm 3 nhóm: truyền thông, kỹ sư và nhà khoa học. Giai đoạn 2, thiết kế trang fanpage và brochure, tuyên truyền về tác hại và các biện pháp phòng chống ô nhiễm tiếng ồn. Trên nền tảng Canva và trên nền mạng xã hội Facebook, các trang fanpage được thiết kế mang đậm phong cách cùng với các ý tưởng sáng tạo về kiểu dáng, màu sắc, phong phú, thông tin đa dạng. Nhóm truyền thông đã gửi thông điệp về tác hại và các biện pháp phòng chống ô nhiễm tiếng ồn đến mọi người. Giai đoạn 3, thiết kế máy móc kiến thức chuyên âm học và chế tạo bộ kit đàn guitar hộp giấy với điện thoại ống dây. Nhóm nhà khoa học bị bản thiết kế mô hình nhà cách âm. Nhờ sự liên tưởng sáng tạo đến các nguồn âm xung quanh mình, các máy map đa dạng đầy màu sắc với đầy đủ nội dung và bố cục hợp lý đã được nhóm kỹ sư thiết kế. Nhóm kỹ sư tiếp tục sử dụng các nguồn nguyên liệu đơn giản như bì cắt tông và giấy đề can tạo ra các đàn guitar hộp giấy độc đáo. Cùng với những nguyên liệu ta sử dụng như cốc giấy, chai nhựa, dây chỉ, các điện thoại ống dây liên lạc đã được chế tạo và sử dụng để truyền thông tin trong phạm vi hẹp. Với sự kết hợp hài hòa giữa máy móc và bộ kit đàn guitar hộp giấy với điện thoại ống dây, nhóm kỹ sư đã có bộ báo cáo sinh động và hiệu quả. Đến cuối giai đoạn 3, nhóm nhà khoa học cũng có các bản thiết kế mô hình nhà cách âm của riêng mình. Giai đoạn 4, chế tạo mô hình nhà cách âm. Dựa trên các bản thiết kế đã được góp ý và chỉnh sửa, nhóm nhà khoa học chuẩn bị các nguyên vật liệu để làm mô hình, trong đó đặc biệt chú trọng các vật liệu cách âm như mút cách âm, xốp, bông thủy tinh, cao su non và mô hình nhà cách âm với nhiều kiểu dáng phong phú đa dạng và khả năng cách âm hiệu quả được đo bằng phần mềm sau meter. Cùng với sự cải tiến sản phẩm và nâng cao hiệu quả cách âm của mô hình, cuối cùng nhóm nhà khoa học cũng có một buổi báo cáo mô hình nhà cách âm thành công tốt đẹp. 2. Hướng phát triển của dự án. Dự án được sử dụng làm nguồn tư liệu, mô hình tham khảo trưng bày cho mọi người. Đồng thời, trong thời gian sắp tới, nhóm dự án sẽ liên hệ với các cơ sở giáo dục có nhu cầu tìm hiểu về âm thanh. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe.